trông cậu cũng đáng yêu đấy, tớ cũng đáng yêu, chúng mình đi với nhau là đẹp đôi đấy. Đôi chân dạo quanh đây góc phố xa bụi bay vào mắt, bụng dèo đôi má anh ta có sát một ly mì gói đặt vào đây. Tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ. Tôi không có người yêu là để đảm bảo sự công bằng cho toàn xã hội. Người ta nghĩ gì về mình, người ta đánh giá như thế nào về mình, sự không còn quan trọng nữa. Quan trọng đấy là bạn hiểu mình là ai, mình có gì, mình muốn trở thành như thế nào. Bài hát tình yêu này em sẽ là của tôi. Bye bye. Nếu một ngày có lạc mất nhau, em có còn nhớ tại sao ngày trước mình phải bắt đầu? Vài câu nói có vẻ gắt đau, em cũng đừng ngại mà phải lắc đầu. Hôm nay mình sẽ unbox cho anh em con hàng. Đã quá Pepsi ơi. iPhone 14 Pro Max 512GB, mạ vàng đính kim cương. Box siêu anh em ạ. Quái hò.
Thơm quá anh em ạ, nhưng mà trời mưa rồi, vào thôi. Nó còn chống nước không nữa. 209 triệu. Cái này soi gương được đấy. Kelly Gaming 2804-2003 là ngày sinh của mình. Kim cương này. Kim cương. Kim cương hết. Kim cương, kim cương. Lò Quý Thuận. Lúc đầu mình định lấy phun kim cương ở quả táo này cơ. Nó cũng có giá 210 củ, nhưng mà không có màu trắng, kiểu màu vàng trông nó xấu quá, nên là mình quyết định lấy máy này và lấy bản 512GB. Đi kèm có cái thẻ vàng 18K này để bảo hành hay sao ấy. Và đây là giấy chứng nhận. Đây có thêm cái ví để đựng điện thoại với cả cái sạc với cái tai nghe này. Phải anh của em, anh cũng đâu có được xin tôi.